Qué me là cái góp gãy gỗ rồi dũng này có mè nhiều thiệt. Còn con cá bự nữa đâu ta? Thiếu rồi, chắc sắp trong mấy cái rau mát ở mấy dầm này quá. Nhìn kỹ kỹ mới được. Cái này á phải cần phải có quan sát đã kỹ, chưa ăn táo gì đủ no chứ rồi không ha. phải là Ok, bye bye.